Để gọi anh Khương để biết anh Khương bận sai gì chứ. Trời ơi chị, mấy cái quần này anh Khương bận đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi dễ thương nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh Khương mà bọn mấy cái này thì chắc nổi nhất phim rồi. Hello mọi người. Ngày hôm nay thì là Trâm lại đi lựa đồ để mà chuẩn bị cho tất cả các diễn viên trong phim Về Nhà Ăn Tết, là phim Tết mà Trâm sắp làm. Thì ngày hôm nay thì Trâm quyết định là chọn Yami. Tại vì sao? Tại vì Yami là một trong những cái shop thời trang mà rất là lâu đời rồi, và Trâm cũng đã từng bận rất là nhiều, và nó rất là hợp phong cách của Trâm cũng như là những nhân vật ở trong phim. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ tới Yami để mình lựa đồ. Đen. Ê, mình bật mí nha, Yami có nhiều chi nhánh lắm luôn á, nhưng mà Trâm phát hiện ra là đi vô. Mà Trâm phát hiện ra là chi nhánh ở 3 tháng 2 á là cực kỳ bự và cực kỳ nhiều đồ luôn. Hư. Trời ơi, trời hết hồn. Chị, sao chị qua sớm vậy? Chị qua để chị lựa trước một số đồ nè. Dễ sợ thiệt. Biết sai của em rồi. Đó, là chị Thanh đang ở đây lựa phụ mình luôn nha. Chị ơi. Em lựa đồ này. Dạ. Hình như là ở bên đây đang có chương trình khuyến mãi nha mọi người. Này được sale 50-60% luôn. Cái này là được áo khoác là sale được 70% luôn nè, ghê chưa? Quá trời đồ hết. Đi dạo một vòng đi. Trời ơi. Trời đẹp quá hả? Thích mấy cái kiểu này quá. Sẽ có rất là nhiều người thắc mắc là tại vì Yami bây giờ không có đồ nữ nữa mà tại sao Trâm vẫn vô lựa. Là tại vì cái nhân vật của Trâm trong phim lần này á, là một cô nàng rất là tomboy. Cho nên là sẽ rất là hợp với lại những cái kiểu đồ tomboy ở bên đây. Tại vì bên đây có nhiều size mà, nhiều size và nhiều mẫu, cho nên là mình tha hồ mình lựa luôn. Và đặc biệt là đợt này mình sẽ thay da đổi thịt cho anh Khương. Ở đây có nghĩa giống như mình không cho anh Khương mặc mấy cái kiểu dạng giống như là áo sơ mi hiền lành nữa, mà lần này sẽ cho anh Khương là vào một cái nhân vật rất là dễ thương. Rồi nói chung là sẽ làm cho anh Khương trẻ trung hơn và năng động hơn, không cho anh Khương mặc áo sơ mi nữa. Còn anh Quách Ngọc Tuyên á, thì mình sẽ cho ảnh bận những cái đồ thì nó kiểu bụi bụi giống như là ở dưới quê vậy đó. Rồi còn anh Hà Chí Quang thì bận những kiểu áo thì nó sẽ ma mị một tí. Thì Trâm có nghĩa rồi, Trâm thấy là ví dụ như anh Quang á thì sẽ phù hợp với lại những kiểu như thế này. Đó. Rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt nha, ở đây á, đồ giá rất là mềm luôn á mọi người. Mình đi quay phim đúng không? Thì mình phải mua một cái bộ đồ, một cái sản phẩm nào đó cho nó mềm, nó phù hợp. Chứ túi tiền, chứ mình mua mắc quá, mình bận xong một lần á, mình đâu có bận được nữa đâu. Hay là mình quay phim xong rồi, mình không sử dụng nữa, mình rất là tiếc. Cho nên là mình thấy ở Yami là sản phẩm á, giá vừa mềm mà vừa phù hợp với giá tiền nữa. Phù hợp với lại cái tuổi của mình nữa. Nhiều mẫu xinh quá, trời, sầu riêng. Mình phải lựa cho anh Khương một cái áo sầu riêng này mới được. Rất hợp với ảnh luôn. Đó, trong phim lần này anh Khương phải bận những cái dạng mà kiểu satin rồi nó trẻ trẻ trung như vậy nè. Nó sẽ rất là ok. Hoặc là những cái kiểu áo khác, áo khoác nữa. Đây. Đẹp quá à. Xinh lắm luôn á. Mà mọi người có biết ở nhà ngày xưa là Trâm từng mua đồ của Yami rồi. Ngày xưa là Yami là có đồ của nữ nha. Mà ngày xưa là Trâm mua đồ của Yami ở bên Huỳnh Văn Bánh. Cách đây cũng phải là chục năm rồi đó, không ít đâu. Thì chứng tỏ là Yami đã tồn tại được rất là lâu rồi. Và rất là được lòng của giới trẻ luôn. Tại vì đồ rất là nhiều phong cách, rất là đẹp. Trời ơi. Đã quá. À, anh Quách Ngọc Tuyên thì mình sẽ cho anh Tuyên bận những cái áo thun ở bên trong đơn giản và khoác những cái áo khoác như thế này. Thì nó sẽ ra một cái người dân giả ở dưới quê. Đó là kiểu của anh Tuyên. Và anh Tuyên thì anh Tuyên với anh Quang thì hai người sẽ tới đây lựa nha, còn Trâm thì sẽ đi lựa đồ cho anh Khương. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên dạo một vòng ở trên lầu nữa nha. Tại vì ở cái khu vực dưới đây là áo với là quần. Nhưng mà ở trên lầu cũng còn nguyên một cái khu vực về quần áo rất là nhiều nữa. Và sau đó mình sẽ gọi điện cho anh Khương nha.
thiệt luôn. Bây giờ tiết lộ nha, đây là lần đầu tiên mà mình đi lựa đồ cho diễn viên nam luôn á trời. Mà không ngờ đó là anh Khương. Hy vọng là chị vợ của anh Khương sẽ coi được cái clip này và sẽ cho em những cái bí quyết kinh nghiệm để lựa đồ. Thật sự là đồ của anh Khương em lựa quá mệt mỏi. Giờ này còn chưa biết là lựa cái gì nữa nè. Hôm bữa lựa một mớ rồi nhưng mà cuối cùng là vẫn chưa sử dụng được. Và bây giờ mình sẽ lựa tiếp đồ ở Yami. Đồ Yami thì nó có rất là nhiều phong cách rồi, rất là đa dạng, rất là đẹp nữa. Cho nên là mình sẽ cố gắng hôm nay sẽ lựa cho hoàn thiện xong đồ của diễn viên trong bộ phim Về Quê Ăn Tết nha. Ui, cái này hả? Chị nghĩ sao đóng vai anh em, cái này em bận thì được nè. Nghĩ sao anh Khương bận này vậy? Cái này nó quá trẻ với anh Khương. Chị ơi, anh Khương trong phim đóng vai ba mấy tuổi nha chị? Chứ không phải 15 tuổi. Áo này rất là, đang rất là ngầu, đang rất là hot trend. Nhưng mà anh Khương bận vô, anh Khương sẽ bị lộ nách. Nói chứ cái áo này chị biết hợp với ai không? Quách Ngọc Tuyên. Okay. Này là hợp với Quách Ngọc Tuyên nè. Còn Hà Chí Quang nữa. Hôm nay mình cũng sẽ đi lựa đồ cho anh Hà Chí Quang nè, anh Quách Ngọc Tuyên nữa. À, em lựa đồ cho Hà Chí Quang luôn đúng không? Ừ. Em lựa đồ cho anh Hà Chí Quang luôn mà. Bởi vậy, nhiệm vụ hơi khó khăn ha. Anh Khương thì mình còn biết sai nha. Hai ông kia là mình chưa biết sai nữa. Mà anh Khương là cái, mình biết sai là mình chỉ là dự đoán thôi. Nói chung là giờ đi lựa. Giờ này không biết anh có... Trời ơi, trời tham nha. Nói trước cho để mọi người quýnh giá. Mình với anh Khương rất là thân thiết với anh em trong nhà vậy đó. Còn anh Khương giống như là một người anh trai á. Cho nên là anh Khương rất là bận, không có thời gian để mà đi lựa đồ. Cho nên là mình sẽ là cái người đi lựa đồ cho ảnh. Dù sao ảnh cũng là cái người mà đóng phim cho mình. Rồi mình còn định là lên nhà thăm ảnh, thăm bé Sò Sữa rồi vợ anh nữa mà còn chưa đi được nữa. Hỏi sai xong mới nhớ anh đang chê em. Dạ. Anh Cương hả? Anh nghe. Sư phụ ơi, áo này được không sư phụ? Hỏi sai luôn. Anh là sư phụ, áo này được không sư phụ? Có lý do rồi đấy. Ở đúng phim hả? À dạ em quên. Anh, em đi lựa đồ đóng phim. Không, nhưng mà ý là trong cái phim này cái vai của anh là kiểu ngầu ngầu bụi bụi vậy đó. Trời ơi anh ốm lắm nha, mặc đồ này nhìn cười xíu. em lấy size L cho anh nha. Cái nách này nó xuống tới rúng luôn. Anh mặc size áo L đi, L á, cứ lựa. Dạ. Cứ lựa cái gì em mặc, lựa em lựa cái gì em mặc nấy, dễ lắm. Anh ơi, nhưng mà cái nách này nè nó xuống tới rúng lận. Anh Khương, cái này em nói nhỏ nha. Khi anh bận cái áo này á là anh chịu khó anh wash nách giùm em nha. Vậy hả? Dạ. Xuống này nó chậm hơn bình thường. Đã được không? Dạ. Dán lại đã được không? Thôi anh dán rồi sao mà được. Hôm nay tự nhiên wash thì uổng lắm. Anh gắn bông vô được không? Anh gắn bông vô chỗ đó được không? Không có cái bông nào mà nó che hết được hết trơn á anh Khương. Rồi, em cho anh Khương mang đôi giày này nữa nha. Đôi giày bánh mì. Dạ, đồ bên đây đẹp lắm, nó bạc ngàn lắm luôn anh. Nhiều lắm, ở đây nó nhiều lắm. Nhưng mà đang lựa mấy bộ đồ độc lạ cho anh Khương nè. Chị, lộn anh ơi, anh mang size bao nhiêu? Vậy anh sai 38, 39 trở lại, đừng sai mua mặt năng luôn nha. Đó. Này 38, 39 năm. Đợt này phim này cho anh color anh màu sắc đủ màu luôn. Đủ nè. Màu nó hợp với anh không nha? Dạ, sẽ hợp anh à, đó anh Khương. Đó, đôi giày đó, đôi dép. Đôi dép. Đôi dép, bọn mang với lại cái quần. Không biết hợp với anh này không ơi. Dạ, quần nữa. Đó, lấy cái quần đó, anh cho.
quần rách vậy hả? Dạ. Nhà anh em mình nghèo mà, phải bận quần rách thôi. Rách ngay đó được. Có rách đá không? Có anh, để em coi thử. Không có rách đá nha anh. Cái tích đâu? Dạ không, khổ ghê luôn á. Nó hơi mé mé ra đùi. À, đây nè, cái quần này sexy nè anh Khương ơi. Cái quần này rách ngay ngay cái chỗ này luôn nè. Rồi vậy lấy về đi, còn giá là anh mặc. Anh rảnh ghê luôn á. Chị Thiên, anh đòi vá là anh mặn nè. Không, nói chung là mấy cái phong quần ở đây đẹp lắm. Anh Khương mặn size bao nhiêu vậy anh Khương? Quần anh size 30, 31 à. 30, 31 à. 30 thì vừa vừa. Anh Khương, cái quần này đẹp nè anh Khương. Quần này 30 luôn nè, đẹp ghê luôn á. Đẹp, mắc cười đâu mà mắc cười mà, đẹp. Đó, quần kiểu này nè. Đây. Cái đó anh biết đâu, chưa bao giờ mặc những cái đồ quần áo vậy, kệ nó, tạo hình tượng mới ấy. Tạo hình tượng mới. Đây anh, đây đến nè. Thành đó hả? Dạ. Đi lên Thành hả? Cái này dạ đúng rồi, xong rồi mang mấy đôi dép này nè. Anh cái vai của anh là suốt ngày cứ bài bạc banh bóng đá gà được không à? Ủa sướng vậy? Dạ. Có gái hú không? Có luôn. Ủa vậy đã dạ. Nhưng mà lần này là anh đám cặp với vậy chị Lưu Hà Trinh nha. Dạ. Có cảnh hung hít nữa nha anh. Rồi có một cảnh ở ngoài bờ sông nữa. Sông làm gì? Hung. Hung nhiều không? Về hỏi sao được, cho anh ngắm được. Thì bởi vậy bây giờ trong phim là có một cảnh hung, một cảnh cấp 3 đó. Em định lên nhà anh xin vợ nè. Xin vợ anh nè. Ủa, anh Khương đang lái xe hả? Anh Khương đang đi hỗ trợ miền Trung á bà con. Bữa trước bên team của mình cũng có hỏi em đi không, mà em đang dính cái lịch của phim này nè, em ở nhà em lo cho nên em không đi được. Ơi ai vậy? À bé Ngân. Mấy đứa nó cũng cần đồ mặt. Hello bé Ngân. Có em. Có. Ừ đúng rồi, tìm vai cho... Cho bé Ngân nè. Cho Ngân là Trang, nắm bi rồi nè. Nắm bi rồi nè, trời ơi. Trời ơi, mấy đứa này mà ngồi... Ê, anh Trương, ê, anh Trương có vai rồi. Nói nghe nè, cho ba đứa em vai đánh bài được không? Đánh chung với anh Khương á. Qua đánh bài hoặc là đá gà được không? Được mà. Chị, trong phim có một cảnh em với anh Khương á rượt nhau, ngồi trên xe rượt nhau xong rồi chạy ngang qua cái chỗ bà nào đang phơi đồ mà anh Khương bị dính nguyên cái áo vú trên cái mặt luôn. Cho chị che vô đóng vai đó đi. Dạ được chị. Không nhưng mà Nhưng mà mấy cái vai trong phim là mấy cái vai đó không có bận đồ chị ơi. Chị Trang ơi, cái size của chị size bao nhiêu để em biết em lấy áo nè. Thì phải quay đi gọi anh Khương để biết anh Khương bận size gì chứ. Trời ơi chị, mấy cái quần này anh Khương bận đẹp nè. Trời ơi. Trời ơi dễ thương nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh Khương mà bọn mấy cái này thì chắc nổi nhất phim rồi. Nha chị Trang ơi, chị hứa chị nói một tiếng với em đi để em xác nhận nè chị Trang. Chị Trang bảo chị Trang đóng cái vai đó nha. Nhưng mà chị phải nhớ tài trợ cho em một cái áo vú bự nha. Mới nữa. Không, hình như áo vú bự là em mời nhầm người rồi. Áo vú bự là em thấy mời. Trời ơi. Trời ơi. Trời không, áo vú bự biết mời ai không Trang?
Chị mời chị Đinh nó ai vậy? Áo vú bự mời Cẩm Hà đóng đi. Mời. Rồi bó tay. Dạ. Rồi, anh Khương, mấy cái áo Tết á là lấy cho anh áo sơ mi nha. Áo sơ mi với lại quần quần kaki nha. Thì chọn cái quần áo nào mà đóng xong về nhà còn mặc được á chị, mà mặc không được ok. Bỏ uổng á. Dạ dạ ok. Nói trời ơi chị. Chị ơi, chưa dịp chị lo đồ mà anh bận rồi, cho anh bận mấy quần này nè. Anh Khương, đồ này được không anh? Không, màu tím đi cho nó thủy chung nè. Màu vàng nè. Ai mà sơn với áo dính màu sơn như vậy? Này à, rằng ri đồ. Trời ơi, nhưng mà không biết sợ anh Khương bận mấy này vô có hơi bóng không trời. Dạ anh Khương. Tóc anh bữa nay dài quá chắc về đi thôi tóc quá. Dạ không, để cột chùm ở trên đầu luôn anh Khương. Cột một cái chùm ở trên đầu á. Bữa nay cột một cái chùm ở trên đầu cho dễ thương anh Khương à. Không có giang hồ. Để em trả em nói sơ về cái vai của anh Khương cho mọi người nghe nha. Vai của anh Khương là vai một người anh trai ham chơi. Ham chơi rồi kiểu giống như là cứ suốt ngày bài bạc banh bóng đá gà này nọ kia, nhưng mà bị toàn người ta dụ không à. Xong rồi vô tình anh Khương dính vô một cái vụ án rất là chấn động, cho nên hai anh em phải bỏ trốn về quê. Ủa hình như anh Khương chưa đọc kịch bản hay sao á, để gửi cho anh Khương 6 tập final. Trời ơi anh Khương ơi, bây giờ cái vai của anh á là nó hay nhất phim rồi đó, cái vai của em nó nhạt nhách rồi. Anh đầu tư giùm em. Vậy thôi làm xong rồi đăng kênh anh đi. Vậy thôi bây giờ, dạ bây giờ làm xong rồi anh đưa tiền cho em đi. Cỡ 1 tỷ hả? À. Cỡ 1 tỷ à? 6 tập không? Dạ 6 tập. 20 triệu 6 tập được không? 20 triệu 6 tập trời, nghĩ sao vậy trời? Phim này đầu tư cứ 1 tỷ mấy lận á anh. Còn em đăng em tải về em đăng lại kênh anh. Để lúc đó em đập, em đánh bản quyền. Đánh gì cùng nét mà. Cùng nét mà sao đánh được kìa chị trời. Bởi vậy báo giám đốc của công ty Điền Quân á mọi người, ảnh nắm hết tất cả những cái mà gọi là thôi bây giờ mà mỗi đệ tử của anh Khương Dừa đóng phim này thì mỗi bạn hùng vô 20 triệu thôi à, giống như anh Khương á anh Trương á chứ lộn, anh Trương là ảnh nhắn tin cho em, ảnh xin vai á là anh bỏ vô 20 triệu rồi đó. Mà chắc anh không biết vụ này đâu, tại vì anh Trương anh kín lắm. Nhưng mà anh Trương đóng vai 3D. 3D trong quán bar. 4D được không? Dạ được luôn. Trương giờ lên 4D rồi. 4D màn hình phẳng luôn. Ủa tự nhiên nãy giờ chưa hỏi được size gì, ngoài cái size quần ra là 30 nè, áo là L. Dép là 43. Dép là 43 đúng không anh? Dép là 38, 39. Trời ơi. Cái chân anh nhỏ bằng chân em. Đang suy nghĩ lại nên mời diễn viên khác không, diễn viên này đòi hỏi gì quá. Dạ anh cái việc ra mình không đi, em đã tuyển hả 4 cô gái rồi. Lên là massage, đấm bóp này, chuẩn bị ghế nè. Nói chung là anh cứ tưởng tượng như anh đi nghỉ dưỡng vậy đó. Massage body nè, massage vai nè, rồi đầu nè. Nói chung là làm mọi thứ để cho anh thoải mái nhất để anh vô anh quay thôi. Ăn cơm là có người dân lên tận nơi, đút luôn. Ủa, sao giống mày? Sao giống anh bị bệnh quá? Nói chung là anh Khương đi phim của em là anh Khương cứ yên tâm đi, em lo mọi thứ cho anh Khương một cách mà hoàn mỹ nhất. Đó. Rồi về tới tận nhà rước chị nhà lên ta thăm anh Khương đóng phim luôn để cổ vũ tinh thần luôn. Hôm nào mà đóng cái cặp đó rước chị
À, khi nào mà quay quay cái cảnh hung á là hôm đó vợ anh lên á. Nãy giờ nhắc tới cái vụ hung hung là ông dị liền à. Dạ. Phim này có các cơ đơ anh, nhưng mà người ta chỉ tập cho mình thôi chứ người ta không có thế cho mình. Có đánh nữa hả? Có đánh chứ anh. Trời ơi anh Khương ơi. Anh Khương là bỏ chạy không à? Thì trong phim này anh cũng vậy mà, có mình em đánh à. Nói chung là nhân vật này là biên tập người ta viết dựa trên tính cách của anh á, là khi mà bị giang hồ quýnh á là bỏ chạy, còn bỏ con em ở lại đó. Nói chung là anh nhát lắm. Thôi bỏ tay luôn. Thôi nói chung là chúc anh với lại mọi người trong ekip đi miền Trung giữ gìn sức khỏe nha anh. Cảm ơn em. Dạ rồi, cái gì 31 về chụp hình poster nha anh. Cảm ơn em. Diễn Phong Phụ có chụp không? Dạ có luôn, nguyên vàng đệ tử là lên chụp hết luôn nha. Nhưng mà riêng chị Trang là phải đem cái áo vú lên. Dạ rồi, em chào anh Khương với lại chào mọi người. Dạ, cảm ơn anh Khương. Rồi, trời ơi vui quá, cười cũng xỉu luôn với anh Khương á. Chưa gì mà mình đã thấy được cái diễn viên hài tiềm năng của phim mình rồi. Giờ để đi lựa đồ. Đây. Hai cái. Ba cái. Mình không có lựa được mấy cái mẫu này tại vì nó xì tin quá, nó không hợp với anh Khương, mình sẽ lựa những mẫu mà đơn giản nhất. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa, cái này không phải vậy. Ủa nó lạc cái đâu mất tiêu ở đây nè chị. Ủa đây 31 rồi. Đúng rồi, quần size 30. 30 nè. À đây nè, trời ơi, thiệt luôn, cái này rất là đẹp luôn à. Không, nói chung là lần này mình cũng muốn cho anh Khương có một cái sự gì đó đổi mới hơn trong cái vai diễn lần này. Không có bị trùng màu với lại phim Bánh Mì Ông Màu. Rồi, bây giờ lị lựa áo cho ảnh đó nè. Thiệt tình luôn á, đem mấy cái áo này lên trôi, mấy cái chị, đem mấy cái quần này lên trôi nổng là cười xỉu luôn á. Ông bận vô chắc cười cười mà muốn xỉu rụng nụ luôn. Đây. Nói chung là mọi người sẽ thắc mắc là làm sao mà nói chuyện với lại mọi người mà thoải mái đến như vậy, rồi mình nhắc mấy cái áo này kia nhạy cảm không. Thật ra là mấy anh em thân lắm mọi người, cho nên là thoải mái trong cái việc đó chứ không có phải là câu nệ gì đâu. Chị ơi, mấy cái quần này em bận đẹp nè. Ừ. Trời ơi. Đây là đồ của anh Khương nha. Rồi, 4 cái quần tới... Áo. Ừ.